Chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Lý Việt Emo của mình. Thì trong video các bạn, mình sẽ cho các bạn thấy cái thông báo mới nhất trên cái app Casta các bạn nha. Đây, nếu các bạn có đăng nhập vào cái nhóm Casta của nó, các bạn sẽ thấy có một cái thông báo dài thòn lòn các bạn. Rồi, thì nó thông báo này như thế nào? Chúng ta hãy để ý kỹ nha, mình đã dịch ra tiếng Việt rồi các bạn. Đây, chúng ta hãy xem nha. Mooncat sẽ mở để trao đổi. Vậy Mooncat là cái nào? Thì các bạn hãy đi vào cái app Casta nè. Các bạn mở app Casta lên. Các bạn để ý nha, cái này ngon lắm các bạn. Phải để ý nha. Phải làm cái con Casta này giúp mình. Cái con Casta này bắt đầu mình ra video nhiều đó, cho nên các bạn hãy để ý nha. Đây các bạn. Đây nè, các bạn mở cái chữ là NFT Box nè. Đó. Rồi các bạn thấy Mooncat đây nè. Và cái thời gian nè, bắt đầu là 32 ngày nè. Chúng ta hãy xem nha. Chúng ta hãy xem nó cái thông báo về cái này đúng không? Mooncat là cái này. Rồi. Mooncat sẽ mở cửa để trao đổi. Thông báo về việc mở bộ đếm ngược của Mooncat Avatar NFT Blink Box miễn phí đổi hàng. Thông báo là ngày 24 tháng 10 các bạn, bữa nay luôn đúng không? Rồi, kính gửi người dùng. Tin tốt, với sự nỗ lực của toàn thể nhân viên chính thức, lô đầu tiên của bộ sưu tập Genesis NFT hình đại diện Mooncat được phát hành bởi phiên bản toàn cầu của Casta, được đông đảo người dùng trên toàn cầu mong đợi. Sẽ mở cửa đếm ngược đến ngày khai mạc hôm nay và sẽ chính thức mở cửa miễn phí sớm trao đổi đến tất cả các thành viên. Giờ mở cửa chính thức và điều kiện trao đổi được thông báo như sau. Số 1. Thông tin cơ bản của bộ sưu tập. Tên hình đại diện mèo mặt trăng. Nhà xuất bản Casta. Circulation 5000. Nền tảng chuỗi khối đa giác. Số 2. Thời gian trao đổi của NFT mù chính thức. Mở cửa 12 giờ ngày 25 tháng 11 2022. Đó, như vậy là các bạn thấy cái ngày điểm ngược của nó là 32 ngày đó các bạn. Số 3, trao đổi bằng cấp. Thành viên có hơn 20 người bạn trong nhóm trực tuyến trong tài khoản Casta của họ. Tức là các thành viên mà các bạn giới thiệu ít nhất phải 20 người được hoạt động nha. Rồi, thì có nhiều bạn đăng ký Casta các bạn nhầm cái này nè. Các bạn nói là cái con Casta này là phải tuyển rep thì mới đào được, không phải. Cái này là cái sự kiện của nó thôi, nó ưu tiên cho những người tuyển rep được. Còn bạn không tuyển rep được thì các bạn đào một mình solo bình thường mà, đâu có vấn đề gì đâu. Không có vấn đề gì các bạn nha, các bạn phải đào bởi vì cái lộ trình của con này tới năm 2024 là các bạn. Mà nay mới có 22 thôi, cuối năm 22 thôi, còn ít nhất là hơn 2 năm nữa. Cho nên là các bạn đừng có lo lắng, các bạn cứ đào bình thường, solo vẫn được. Cái này là những sự kiện nó tạo ra để nó thu hút người dùng thôi. Được chưa các bạn? Còn các bạn mà đào solo một mình thì không sao cả. Các bạn đào một mình thì đến khi nó lên sàn các bạn bán thôi. Bình thường mà. Như vậy là còn 32 ngày nữa là chúng ta sẽ được trao đổi con Mooncat này các bạn nha. Cái NFT này. Rồi. Số 3, trao đổi bằng cấp. Thành viên có hơn 20 người bạn trong nhóm trực tuyến trong tài khoản Casta của họ. Tức là ít nhất là 20 người hoạt động thì mới được tham gia cái Mooncat này nha. Số 4, điều kiện trao đổi. Tiêu thụ 200.000 két giảm giá hoặc tăng có thể được giới thiệu theo nhu cầu hoạt động. Có nghĩa là một cái hình NFT như vậy là 200.000 két nha. Các thành viên quan tâm đến đợt đầu tiên của bộ sưu tập Genesis NFT phải tích cực chuẩn bị để đảm bảo rằng số lượng bạn bè trong tài khoản của bạn đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện nêu trên. Khi sàn giao dịch mở và số lượng két trong tài khoản của bạn không ít hơn 200.000. Như vậy có hai điều kiện nha. Thứ nhất là các bạn muốn tham gia chương trình Mooncat này, các bạn phải đủ 200.000 két trong tài khoản của các bạn. Và các bạn phải có 20 người rep của bạn đang hoạt động. Được chưa các bạn? Nếu ít hơn thì không ok đâu nha. Rồi về Mooncat. Mooncat là một loạt avatar NFT được thiết kế và tạo ra bởi nhóm chính thức và được trao miễn phí cho lứa thành viên đầu tiên tham gia tích cực vào lời mời và quảng cáo của Casta, với số lượng phát hành giới hạn toàn cầu là 5.000 bản.
Giữ Mooncake là một biểu tượng cao quý của nhóm đầu tiên gồm những nhà thám hiểm và những người tin tưởng đầu tiên trên nền tảng, thể hiện rằng bạn là lứa đầu tiên của những người di cư giữa các vì sao. Khủng khiếp cho các bạn. Nhiệt tình và xuất sắc nhất của Kesta. Sự tin tưởng và đóng góp tích cực thúc đẩy của các thành viên ban đầu có thể được so sánh với kỳ tích và thành tích đưa con người lên mặt trăng cho nền tảng Mooncake, đại diện cho khả năng quý giá mà con người dựa vào để liên tục đổi mới và phát minh cũng như tiến bộ khoa học và công nghệ liên tục. Chẳng hạn như Kunosity, trí tưởng tượng, ham muốn khám phá, tự tin v.v. Nó cũng truyền tải những đặc điểm cá nhân cần thiết cho sự thành công của sự nghiệp. Chẳng hạn như sự tin tưởng, lòng dũng cảm, sự nhiệt tình, hợp tác, lòng vị tha, v.v. Là đợt trao giải NFT đầu tiên cho các thành viên tham gia nhận lời mời, quảng cáo của nền tảng và đồng xây dựng. Mooncake sẽ tiếp tục có được các quyền lợi và lợi ích VB cao quý và đặc biệt của nền tảng, chẳng hạn như tăng tốc khai thác khét, thả máy bay NFT, đợt rút tiền đầu tiên của NFT, đợt giao dịch đầu tiên của NFT và các đặc quyền khác. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục mở đợt trao đổi miễn phí nhiều NFT hơn, bộ sưu tập với tính thực tế và bộ sưu tập cao hơn giá trị, bao gồm cả mèo Space Cat Forger, Genesis Cat, và sẽ khởi chạy phiên đấu giá hoặc giao dịch NFT hoạt động đúng lúc. Vui lòng chờ. Nhóm chính thức sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm theo đúng lộ trình, đồng thời cố gắng mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho các thành viên ban đầu đã tin tưởng và ủng hộ nền tảng của chúng tôi trong thời gian sớm nhất. Kestadao 24/10/2022. Đây là một cái thông tin mới nhất rất tuyệt vời nha các bạn nha. Cho nên là các bạn nào có khả năng tuyển rep từ đây tới 25/11, các bạn lập tức tuyển thật nhiều cho mình. Ha. Còn 32 ngày nữa các bạn nè, 32 ngày nữa nó sẽ mở cái này ra nha. Rồi các bạn phải nhớ là hai có điều kiện đây nè, open nè, soon nè, mở sớm và có 200.000 kết nha. Nhớ các bạn nha. Rồi sẽ bay kết tiếp theo. Nó chưa mở nè. Nó chưa mở nè. Đầu tiên nó mở Mooncake trước. Rồi còn này FT Box Ride nè, 500.000 kết các bạn, rất là khủng khiếp. Đó, nó rất là nhiều nha. Tôi rất là nhờ nhiều cái NFT này nên các bạn hãy tranh thủ có những cái điều kiện rất là tuyệt vời. Đăng ký mạnh vô cho mình, đào rất mạnh vô con này cho mình. Tuyển rep được, không tuyển rep được cũng không sao cả, các bạn cứ đào đi. Cái con này nó phát triển khủng quá các bạn. Ha, mình ra video này là video thứ 3, thứ 4 rồi các bạn. Hãy làm lên. Và mình sẽ cố gắng ra nhiều video hơn cho các bạn để cung cấp thông tin cho các bạn nha. Vì mình thấy nó bắt đầu mình cảm giác con này là có thể là ngon đó các bạn. Ha. Và các bạn biết là hôm trước là cái app này nó hay lỗi đúng không? Bây giờ các bạn nó hết lỗi rồi các bạn, nó chạy rất ok luôn các bạn. Nó không vấn đề gì nha. Nó rất là ok luôn. Và chạy không bị lỗi các bạn. Và hãy nhớ rằng cái nút buyback các bạn nha. Buyback này có nghĩa là nó sẽ mua lại với giá 0.01 kết các bạn nha, 0.01 đô một kết nha, rất cao. Ví dụ như các bạn có 200.000 kết thì các bạn đổi ra là được bao nhiêu đô các bạn? 20.000 đô đấy. Đúng không ta? À 22.000 đô các bạn. 2.000 đô các bạn, 40 triệu các bạn. Như vậy 40 triệu các bạn mua một cái NFT rất là khủng khiếp các bạn. Cho nên là các bạn đừng bỏ lỡ cái con cat này nha. Rồi còn một cái đặc điểm tuyệt vời đó các bạn. Đây nè, các bạn vô đây nè. Đó các bạn thấy cái chiếc cúp không? Các bạn kích vô đây. Các bạn thấy là những người tuyển rep nè, vị trí nè. Đó, rất là khủng nha. Đó thì các bạn theo hoặc là cái quốc gia mà về chơi về cat này là Việt Nam, chúng ta là trùm các bạn. Thứ hai là Bangladesh ha, số 3 là Nigeria, thứ 4 là Indonesia, thứ 5 là Ấn Độ, thứ 6 là Mỹ các bạn, thứ 7 là Pakistan và thứ 8 là Myanmar, thứ 9 là Philippines. Và thứ 10 là ai đây? Thứ 10 là China, tức là Trung Quốc các bạn. Không, Việt Nam chúng ta trùm. Cho nên là các bạn hãy với cái tốc độ này các bạn đào nhiều cho mình. Thì cách đăng ký ở trong mô tả video các bạn rất là đơn giản, các bạn cứ đăng ký đi. Các bạn nhớ bấm vào đường link đăng ký nha. Các bạn đừng có tải app và các bạn đăng ký các bạn không biết điền cái mã giới thiệu ở đâu á. Các bạn bấm trực tiếp vào cái đường link của mình á. Ha, bấm trực tiếp vào đường link. Rồi các bạn đăng ký. Nha các bạn nha. Bởi vì các bạn đăng ký qua đó các bạn mới được tặng. Còn các bạn đăng ký riêng một mình, các bạn chơi một mình không có được tặng gì đâu. À, hãy nhớ cái nút buyback các bạn nha, nó mua lại là rất là cao. Ví dụ như nè. Ví dụ nó kết thúc chương trình hôm qua mình có làm video cho các bạn á. Ví dụ như mình ở đây. À, kết thúc chương trình nè, các bạn thấy không? Khủng khiếp chưa? 3.896 đô. Khiếp chưa? Đó cho nên các bạn tại sao các bạn không làm mà bỏ uổng, trong khi điều kiện của nó chỉ có 10 rep thôi, rất dễ dàng.
Mình nói lại nè, đây là sự kiện của nó, cho nên nó yêu cầu các bạn tuyển rap. Còn các bạn đào bình thường solo không tuyển ai cũng được nha. Chỉ có điều là các bạn không được tham gia chương trình mà nó bắt buộc phải có điều kiện thôi. Còn các bạn cứ đào bình thường, nó lên sàn nó bán bình thường, các bạn không lo. Cái lộ trình này đến 2014 là 2024 các bạn, cho nên các bạn cứ yên tâm mà đào. Hay nó đào 1-2 năm lận. Đó, cho nên là chúng ta cố gắng lên, không vấn đề gì. Rồi, mình nghĩ thông tin này sẽ rất là tích cực cho các bạn, để làm cho các bạn có khả năng là tích cực để mà tuyển rep nhiều hơn ha, để đào được cái số két nhiều hơn. Rồi, thì mình sẽ cố gắng cập nhật cái con két này nhiều hơn. Còn bây giờ thì các bạn nào chưa đăng ký thì lập tức đăng ký đi các bạn. Thì trên Android thì ok rồi, còn trên iOS thì không biết có hay không, các bạn cứ thử ha, cứ bấm vào link nó ra. Trên iOS thì các bạn tải, còn có thì thôi chia buồn các bạn thôi, còn có thì xin chúc mừng các bạn nha ha. Hãy bấm vào link trong mô tả video đăng ký đi các bạn. Và khi đăng ký thì các bạn nhớ bật đào nha. Nè, mình lưu ý các bạn nè, các bạn ở đây các bạn ít bật đào quá, bởi vì ở đây có 477 người đăng ký mà có 273 người đào các bạn. Nó đào đơn giản lắm, nó có nút start chỗ này nè, nó nổi lên các bạn bấm vô đó các bạn, lại nó chạy cái dòng này thôi. Cái dòng này nó chạy nè, cái dòng này nó chạy là nó đang đào các bạn, có gì đâu, nó quá dễ mà. Mà mình thấy các bạn không chịu bấm, bởi vì ở đây không có cái nút bấm để mà nhắc nhở thành viên đào các bạn, cho nên là mình phải nói bằng miệng. Hay mình nói trên video là các bạn xem video các bạn lập tức bấm đào đi các bạn, đừng bỏ lỡ, uổng lắm. 200.000 két tương đương với 2.000 đô mà đâu ít đâu các bạn, cho nên là các bạn phải bấm chứ ha, bấm lên, bấm mạnh lên đào các bạn, đừng bỏ lỡ con này nha. Con này lúc đầu mình cũng nhìn nó cà tàng lắm, nhưng mà bây giờ nó rất là ngon, áp nó chạy rất ổn luôn các bạn, chạy rất ổn nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và nhớ đăng ký kênh YouTube của mình, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để khi mình có thông tin mới mình cập nhật thì các bạn kịp thời theo dõi nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại lần sau.